Tuần này mọi người có vẻ ít ít đăng clip à. Chắc thấy nhiều nhiều bạn có gym hay quá cho nên là mọi người ít đăng đăng hình à. Thôi, bây giờ mình sẽ đi tìm con chim nào hay nhất ha. Con này xù lông hôm hôm bữa hôm nay thấy hay hơn rồi đó. Thấy cũng được mọi người. Chưa xì được đâu. Rồi. Được mọi người, con này được không? Con này được ha mọi người. Tiếp theo là đến chim của bạn là bá chuyền. Ha. Mình để ý mấy con chim của bạn chuyền này nuôi con nào cũng dạn hết. Ngon, nuôi mấy con dạn dạn và cũng thích mọi người. Wow. Chim này tố chất lên mồi đây chứ đâu. Chim vậy bạn nên đầu tư cho nó một cái lồng đẹp hơn nha, cho nó phải xứng với con chim này. Con của bạn Ngọc Bảo này cũng hay nha. Của bạn Phan Quách Tính nè. Chỉ được cái dạng chứ không hot head gì hết. Lời bá chuyền làm cám hút mật mọi người. À, màu đẹp ha. Đấy, anh em nào làm cám thì có thể lên cân và tham khảo thêm những anh em đã làm rồi á. Trao đổi. Tiếp theo là của bạn Thơm Võ.
hút mặt ríu cũng hay, nhưng mà quay không có sát. Mọi người ráng quay sát vào để nhìn hình ảnh nó rõ hơn ha. Tiếp theo là video của bạn Trần Minh Cường. Đấy, cũng như bạn ở trên quay chưa được gần cho lắm. Đấy, thành ra mọi người không có nhìn thấy là xấu đẹp như thế nào. Tiếp theo là của bạn Võ Hồng Thanh. Năm màu mà múa vậy là cũng hay nè. Đấy, nhờ mình lập cái group mới biết là trong group nhiều người có chim hay quá trời. Tiếp theo của bạn Vũ Thắng. Thì vừa rồi là mình cũng đã coi xong hết tất cả những cái bài của mọi người rồi. Nè, thì theo mình thấy là cái bài này là xứng đáng được 30k nhất nè. Đây. Cái bài này là xứng đáng được, mình nghĩ là xứng đáng được 30k nhất nè. Nó kiểu con chim á, nó không, nó ví dụ như nó hót hay không thôi cũng là chưa đủ, hoặc là nó dạng không cũng là chưa đủ, mà nó phải hót lớn nè, rồi kiểu hoạt bát sung sức rồi lanh lẹ. Đấy, đấy mới là những cái tiêu chí của mình. Mình nghĩ là con này là xứng đáng được 30 ngàn nhất. Đấy, thì mọi người có đồng ý với mình không nhỉ? Đấy, nếu mà mọi người có ý kiến như thế nào khác nữa thì có thể bình luận ở bên dưới ha, để mình tiếp nhận cái ý kiến của mọi người á. Đấy, nhưng mà tuần này thì mình nghĩ là mình sẽ chào 30k cho bạn này ha. Một con chim vừa dạng này, hoạt bát năng nổ sung rồi hót to rõ. Đấy, nó được rất là nhiều cái yếu tố. Rồi những bạn khác thì nếu mà chiều tuần này chưa được 30 ngàn đấy thì mọi người cứ đăng lên đi ha, cơ hội đến tuần sau. Rồi bây giờ thì mình sẽ nhắn tin cho bạn Ốc Beta nè. Rồi, chúc mừng bạn Ốc Beta ha, được 30 ngàn. Đấy, các bạn khác thì cố gắng lên, có con chim nào hay ho thì cứ đăng lên đấy, biết đâu cơ hội sẽ đến ha. Rồi đăng lên cho anh em giao lưu ha. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ đọc một số cái bình luận của mọi người. Một số anh chị có đề nghị mình là đi đi câu chung ấy, thì cái này nó hơi bị khó mọi người ạ. Tại vì thứ nhất là mình đi câu ban đêm chứ mình không có đi câu ban ngày. Thứ hai nữa là cái thời gian nó khác nhau dữ lắm. Mình kiểu mình rảnh lúc nào mình đi lúc đấy thôi, chứ nhiều khi hẹn trước nó không được. Tại vì làm YouTube là một công việc phụ của mình đấy, thành ra mình không có kiểu đầu tư nguyên một ngày cho nó được, mình chỉ đầu tư một khoảng thời gian nào đó trong ngày thôi. Đấy, thành ra thông cảm nha. Chim hút mật có ăn được sữa chua không? Được, được chứ, sữa chua để lỏng ra uống được chứ. Rồi, công thức cám của bạn Bun Lú này. Lạc rang, sâu rang, cám gà, lòng đỏ trứng,
gạo rang xay nhuyễn phơi khô ổn không? À, nếu mà bạn thấy ổn thì bạn chia sẻ lên đây cho mọi người cùng tìm hiểu thêm cũng như là biết thêm, rất là cảm ơn bạn ha. Còn cái này mình không biết là có ổn hay không tại mình chưa thử ha. Bạn có thể lên cái group và đăng cái cám thành phẩm của bạn á, làm ra cho mọi người cùng tham khảo ha. Được như vậy thì rất là cảm ơn. Bạn Bình Nguyễn nè, sao bữa ăn làm cá màu nâu nay lại màu vàng? Thì hôm bữa mình làm màu nâu là mình cho cái bột ca cao vào ha. Còn bữa nay màu vàng là mình không có bột ca cao. Vậy thôi. Có bạn Võ Gia Huy kêu là thêm nghệ nè. Đó cũng là một ý kiến hay, nếu mà bạn muốn vàng hơn nữa thì có thể cho một ít nghệ. Phạm Minh Đức, dòng hút mật đổi cám là chim bị sù. Mình không biết là có sù không nhưng mà đối với cá nhân mình nuôi thì nó không sù. À, cho bạn cho mình xin file tiếng bẫy với. Ở trên kênh mình ấy, trong cái danh sách phát là tiếng loa bẫy chim ấy, có cái tiếng chim bẫy ấy, thì bạn có thể lên và tải về ha. Chim cảnh TV, chỗ em không có nguyên liệu để làm cám hút mật. Mình nghĩ là nguyên liệu làm cám hút mật rất là dễ luôn rồi. Trứng gà có thể gà nhà nuôi và tự lấy cái trứng gà nhà nuôi ra làm. Còn những cái như là cám gà nè, bột đậu xanh nè, rồi mật ong đường, những cái đó thật sự là mình nghĩ là trong bếp nhà ai cũng có khoảng 50% cái nguyên liệu rồi, mọi người chỉ cần tìm thêm 50% nữa thôi, nó cũng đơn giản chứ nó không kiểu không đến nỗi mà những cái vật liệu đó quá mắc hay là quá khó kiếm đâu ha. Chim đi phân lỏng chữa sao ăn? Cái này ấy, thật sự là mình trước giờ mình nuôi chim ấy, chưa bị cái vụ phân lỏng bao giờ, nhưng mà mình có nghe một số bạn chia sẻ lại là ra thuốc thú y ấy, mua cái kêu người ta mua thuốc cúm gia cầm ấy, mà gia cầm ra phân lỏng ấy, hòa một ít cho nó vô nước uống. Rồi, ok, đấy cũng là một số cái bình luận của mọi người cũng như là cái phần thưởng 30.000 của ngày hôm nay, cũng là những cái gì mà video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người. Rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi ha. Hẹn mọi người những video tiếp theo. Rồi nhớ tham gia group nha, nhớ tham gia group để anh em giao lưu với nhau vui vẻ ha.